Xin chào cả nhà. Và bây giờ Lu mới về tới nhà. Sáng giờ tập yoga mới về tới, nó đuối ơi là đuối luôn. Và bây giờ là cái này là để tủ lạnh ngày hôm qua, xong rồi cho nó lạnh lạnh. Bây giờ đang rất là mệt, đang rất là khát nước. Mà bây giờ mở cái này ra ăn rất là ngon ha. Rồi cái này thì bữa trước là Lu đã giới thiệu với cả nhà rồi. Thì cứng dữ vậy. Đây, chuối với lại sữa tươi với lại hạt chia ha. Đó, đó. Đó, quậy lên lạnh lạnh rồi bắt đầu ăn ha. Nó rất là ngon các bạn. Đang mệt nó sáng đâu có ăn gì đâu. Không đi tập thể dục luôn. Đó, tập thể dục luôn sao mà giờ nó đói. Ăn cái này vô là bổ sung vitamin nước rồi đó vô ha. Xong rồi chút ăn trưa luôn, khỏi ăn sáng luôn. Rất là ngon các bạn. Thì nói chung cái này mình bỏ sữa tươi có đường vô á. Với lại gặp chuối này nữa. Chuối gì vậy? Chuối chuối nan ba, chuối gì đó, chuối màu vàng đó các bạn. Giống như chuối chuối già, nhưng mà chuối già nó màu xanh, còn cái này là màu vàng, chắc là chuối nhập hay là chuối gì gì đó, nói chung không biết nữa. Mua ở dưới siêu thị á, mua ở siêu thị Vinmart á. Đó, cái xong rồi cái chuối này nó rất là ngọt các bạn, chín rồi nó rất là ngọt. Thì đáng lẽ là nếu mà tại mình không có thích ăn ngọt nhiều quá, thì nếu mà để cho nó ngon thì đáng lẽ là mình phải bỏ cái sữa tươi không đường đó các bạn, không có đường á. Thì khi mà bỏ vô đây bỏ vô với lại chuối á, thì chuối nó ngọt, rất là ngọt rồi. Hai cái mình trộn lại thì nó sẽ rất là vừa ăn ha. Đó, cho nên vậy nó rất là vừa ăn. Còn chuối đã ngọt rồi, bây giờ mình bỏ thêm sữa nữa. Sữa có đường nữa thì giờ nó rất là ngọt nữa rồi. Đó. Xong rồi hạt chia này thì mình mua ở bên Úc nha. Đó. Đây hạt chia. Thì nói chung là mình nghe nói hạt chia ăn rất là tốt. Thì tốt như thế nào thì chưa nắm rõ, chưa nghiên cứu nữa. Nhưng nói chung là những cái hạt á, ăn rất là giàu chất dinh dưỡng ha các bạn. Cái hạt chia này á, thì nó không có mùi vị gì hết. Cho nên là nó giống như hạt é của mình các bạn. Thì nó bỏ vô nước nó sẽ nở ra. Đó, nó nở ra đó. Là cái hạt này nó đã nở rồi nè. Nhưng mà nó nở ra nó cũng không có bự đâu nha. Nở ra cũng vừa vừa thôi. Thì nó không có mùi vị gì hết. Cho nên mình cứ có thể là mình uống chung với lại nước trắng nè. Nhưng mà nước trắng khi mình bỏ vô, tại nước trắng nó không có ngọt, rồi mình bỏ cái này vô nó cũng đâu có ngọt, nó không có mùi vị hết, thì uống nó hơi khó uống. Cho nên là người ta hãy bình thường hay uống như thế này, bỏ chung với sữa, bỏ chung với đồ ăn á, trộn với đồ ăn á các bạn. Thì mình thấy mấy bà mẹ mà có con nhỏ, người ta hay trộn vô cháo, vô mấy cái thức ăn của em bé đó, để cho em bé nó ăn á. Rồi người ta có thể trộn với salad nè, người ta có thể trộn với lại nói chung là bất cứ cái thức ăn gì hết người ta cũng có thể trộn vô. Nhưng mà nói chung là cái này á, nó không có nấu, không cần nấu sôi hay không cần nấu cho nó nóng lên nha các bạn. Ý là thức ăn khi mà đã chín sẵn rồi thì người ta sẽ bỏ cái này vô người ta trộn. Nếu mà thức ăn nó có nước thì ta sẽ bỏ vô thì nó sẽ nở ra. Còn nếu mà thức ăn nó khô dạng như là salad thì có lẽ là người ta sẽ bỏ vô một ít nước cho nó nở ra trước, rồi bắt đầu người ta sẽ trộn vô ha. Rồi người ta có thể trộn vô chè, rồi mấy cái sữa này, rồi mấy cái trái cây dầm á. Đó, trái cây dầm cho mấy đứa em bé ăn á. Nó ăn rất là tốt các bạn. Đó. Thì ăn rất là ngon. Lạnh lạnh nữa. Khi mà tập thể dục xong á, cái cơ thể mình đổ mồ hôi ra rất là nhiều. Cái sau đó là mình cảm thấy rất là y như là mất nước á, nó sẽ cảm thấy là rất là khát nước.
rất là muốn uống nước nào này vô này kia vô ha, rồi đói bụng nữa, nhưng mình sáng mình chưa ăn thì mình sẽ cảm thấy đói bụng, cho nên cảm thấy muốn ăn, muốn uống một cái gì đó. Nhưng mà khi mình tập thể dục xong rồi rất là mệt, mồ hôi ra rất là nóng à đó, cho nên có một cái ly như thế này mà bỏ vô tủ lạnh, nó lạnh sẵn rồi đem ra chị ăn thôi, cảm giác rất là tuyệt vời. Mình nghĩ là các bạn cũng biết cái cảm giác đó đúng không đó, thì mình nói như vậy là các bạn cũng sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào ha. Rất là thích. Với lại về tới nhà cái nghe nó đầu nghe thoải mái, cái ngồi đằng trước như thế này có nhiều cây cối xuống á, nó rất là mát, không khí rất là dễ chịu, rất là thích các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ ăn hết cái này rồi chút nữa là mình sẽ ăn trưa với mẹ ha. Đó rồi thì mình sẽ quay tiếp những cái video tiếp theo nữa, thì mong các bạn sẽ xem, thích và y như là để lại một vài cái bình luận rồi chia sẻ giúp cái video của mình. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, tức là subscribe ha. Subscribe là tiếng Anh là đăng ký đó, thì các bạn đăng ký vô. Và tác dụng của đăng ký đó là gì? Đó là giống như là mình đang kết bạn với nhau vậy các bạn. Khi bạn đăng ký, đăng kế bên cái chữ đăng ký, các bạn có thấy một cái chuông, các bạn nhấn vào một cái chuông đó. Cái chuông đó có tác dụng là khi mà mình đăng những cái video lên thì nó sẽ báo tin nhắn, y như là nó báo trên điện thoại á, y là ví dụ như Facebook đúng không, các bạn đăng lên một cái hình nào đó thì người ta vô bình luận thì Facebook nó sẽ báo, tùy theo cái cài đặt của điện thoại của bạn thì nó sẽ báo chuông hay là nó hiện lên gì đó, thì cái này nó cũng giống như vậy đó. Với cái mục đích là sẽ y như là kết nối rất là nhanh, y như mình đăng lên một cái video nào đó thì các bạn có thể nhìn thấy ngay và các bạn có thể xem. Và các bạn nếu mà thích thú cái video của mình thì vui lòng các bạn có thể để lại một vài bình luận, bấm like và share cái video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì this is a banana mixed with a milk natural milk and cheese, yeah. So after make calls in Greek, right? Yeah, so keep this so some time, so after take out and eat, so after practice yoga or practice some sport, so you feel very very tired and very want to eat something or drink something, so you will feel good more. Okay, see you later.